Hồi xưa khi bạch hầu nhiều á, mình mới thấy được cái cơ may là cái cổ nó bệnh ra, nó sưng hạch hết, rồi họng nó trắng hết, rồi nó lan xuống khó thở. Nhưng mà bây giờ ca rải rác thì cái tỷ lệ rất là thấp. Cho nên đòi hỏi bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ tai mũi họng hay là bác sĩ người lớn, hoặc là chính cái người dân á, chính cái đứa nhỏ nó mắc bệnh, nó đau họng, nó phải đi khám, rồi đi soi, đi phết. Chứ còn nếu mình thấy cái đó mà mình bỏ qua luôn á, thì nhiều khi nó cũng qua luôn, nhưng mà nó lại tiết ra độc tố xuống viêm cơ tim. Chứ mình đừng có mong là nó giống như một cái trường hợp điển hình là cổ bệnh ra thì ai cũng biết hết á. Nhưng mà những cái ca tử vong của mình á, thường thường là nó tới rất là trễ, là do khi nó có biến chứng tim rồi á, thì mình mới biết. Thì những cái ca như vậy á, thì khả năng cứu sống nó sẽ giảm đi rất là nhiều, và thậm chí có thể là tốn kém nữa. Ví dụ mình phải đặt một cái máy tạo nhịp để cho nhịp tim nó đập lại, bởi vì khi viêm cơ tim như bạch hầu là tim nó đập chậm rì luôn, và thậm chí nó không có bơm máu nổi, thì phải đặt cái máy đó vô, thì nó phải tốn kém. Thứ hai là phải đúng cái người phải đủ khả năng kỹ thuật nữa, và cái vùng, cái bệnh viện nó phải đủ khả năng kỹ thuật để mà luồn cái máy tạo nhịp nó vô nữa. Thành ra cái việc phát hiện sớm hiện nay nó lại giao trách nhiệm lại cho chính người dân khi mình đau họng đi khám, hoặc là chính những bác sĩ thông thường, chứ không phải là bác sĩ chuyên khoa nhiễm. Liên hệ ngay hotline 028 7102 6595 để được tư vấn và đặt lịch tiêm sớm nhất.